nãy thì chiều khi nãy thì mưa rất là to luôn mọi người, nên anh em chúng tôi sẽ đi soi ếch mọi người, soi ếch và bắt ếch mọi người. Thì sau mùa mưa thì con ếch thì rất là nhiều luôn mọi người, nhiều kinh khủng luôn mọi người, nên anh em chúng tôi sẽ đi soi ếch. Đợt này thì em mình về làm thuê đó mọi người ơi, nên em của mình đi soi ếch với mình nhá mọi người. Ô, ếch mọi người, kìa, chạy đâu đó mọi người. Ô, đây thế ơi, bắt thế ơi. Đây. Đây mọi người. Em của mình thì rất giỏi bắt ếch. Nó còn ếch nhỏ lắm mình ơi, nhỏ ngon hơn. Đây đây to quá mọi người, đâu đâu đây ôi trời, trên em... con ếch là rông là so mọi người ơi, là nhẹ nhau. Trái mít mọi người, rất là nhỏ luôn mọi người, chia to mọi người ơi. Đây, bên kia có hai trái mọi người. Đây, phải đứng lại. Ô. Hả? Ô, nó không chạy mọi người ơi. Đây không chạy. Ô, đây. Gì, bắt cái gì? Ôi chào mọi người. Đây. Em của mình bắt con ếch đây. Coi đây, chân của em mình mọi người. Bắt rất là kinh khủng mọi người. Con ếch thì bay một tiêu hết rồi. Bắt chuột là tào lao luôn nhá. Chuột à, không phải ếch. Mình cứ tưởng là con ếch mọi người. Em của mình bắt con chuột. Chạy đâu tao thoát. Đây. Ếch đây. Chúc mừng vào order nhá. Từ cái này được 10 con rồi. Đây, mình coi. Thôi. Đây mọi người. Được khoảng 10 con thôi mọi người. Đây. Người để thấy con ếch quá nhiều. Nhiều. Đây. Em có mình phát hiện được con ếch đây mọi người. Đây. Gửi điện thoại. Em của mình thì mới tập luyện bắt ếch mọi người, nên bắt cũng không giỏi lắm mọi người ơi. Đâu? Ôi, em của mình phát hiện được con ếch mọi người. Đây, con ếch khổng lồ.
Em hoàn không chạy được mọi người. Rất là to luôn. Rắn này thì con nhỏ mọi người. Thiện không ăn rắn. Thiện không ăn rắn mọi người. Thiện đập chết luôn. Con chuột mọi người. Rất là nhỏ luôn mọi người. Sơn ơi, đi ạ, đi. Hiện tại thì khoảng 11 giờ nhé mọi người, nên con ếch thì chưa có ra nhiều mọi người. Phải con ếch thì ra nhiều thì phải khoảng 3 giờ nhé mọi người. 3 giờ sáng thì con ếch thì rất là nhiều đó mọi người. Nên anh em chúng tôi sẽ bắt cho nhiều luôn, cho đến 3 giờ. Thì này thì giỏ quả mánh nha mọi người. Đây, chạy xoay mọi người. Kìa mặt trái. Thì chạy xoay này thì về nhà cho mùi ớt thì ăn rất là ngon mọi người. Nên em của mình nhặt đem về lắm mọi người. Để ăn. Đây, cây xoay thì đây mọi người. Đây. Thì giỏ thổi cực mạnh. Gió thổi quả mạnh luôn mọi người, nên gãy cái cành cây xoay luôn mọi người. Tại vì thiên thần muốn cho chúng tôi muốn ăn xoay nhá. Em của mình thì cầm dẹp mọi người. Nhiều đặt quá. Đấy, nhiều đặt bám quá thì em mình mang dẹp không được mọi người. Oh no. Đây, coi đây mọi người, dẹp của mình. Đây. Kìa, yeah, em có mình bắt. Rồi, con ếch khổng lồ. Chiều to, nặng 20 cân nhá. 20 cân nhá. Rồi, rất là nhiều con ếch xanh nhá. Đây, con ếch xanh. Ăn là ngon lắm, con ếch xanh. Em của mình thì rất giỏi bắt ếch đó mọi người. Nên ếch không trốn thoát được. Dạ cái xoay mà bắt ít thôi. Là bắt được một con rồi mọi người. Rất là mệt luôn. Mệt chứ. Ăn thì ngon hơn. Ăn thì rất là ngon, đi bắt thì rất là khó khăn. Đi, em mới bắt. Ôi. Đây là bê đề nhé, thả luôn cho xong. Đây, sẽ được sạch thoát, mình phát hiện rồi mọi người. Đây, bây giờ mình bắt cho mọi người. Đây. Đây mọi người. Rồi, chạy được cho thoát.
Đây sấy rồi. Thế này thì em của mình tắm nước mọi người nên ướt quần luôn. Đấy, một con nữa mọi người. Đây cái này đến bắt nữa. Đây mọi người kia mọi người. Kia. Chú trốn ở đâu thì mình vẫn phát hiện được mọi người. Đây. Đây xin rồi. Đấy mọi người. Rất là to luôn mọi người. Đây, một con to nữa mọi người. Bắt mọi người. Đây. Chạy đâu cho thoát mọi người. Đây. Này, hai con nữa mọi người. Tại xoay hai cánh mọi người. Hai luôn. Đây. Kìa mọi người, rất là nhiều con ếch nữa mọi người. Kìa. Trời thì sắp sáng rồi mọi người. Kìa, đây là con ếch mọi người. Ôi, hai con mọi người. Trời, hai con mọi người. Ừ.
Ui, quả nhiều cũng khủng lắm. Nhiều quá trời luôn. Ôi, con người ơi, ôi, bắt không được. Trời, ôi, bắt không được mà. Ôi, nhiều kinh khủng lắm mọi người. Trời ơi là trời. Chạy đâu mà tiêu hết mọi người.